Cửa hàng âm thanh Xuân Đức Độ xin kính chào toàn thể tất cả các bác ạ. Thì hiện tại em đang có là tổng cộng là 7 đôi loa dòng Happy Go. Đấy, mà dòng loa 2 bát 25 và 4 tép các bác. Thùng sơn Gaisen. Đấy, thùng sơn Gaisen với móc chiều chạy ở trên đỉnh, e căng là e căng thép. Đấy, e căng thép các bác nha. Với logo là Happy Go, bản nội địa ở đây. Một chiếc bát ở phía trước và sẽ 4 tép ở đây. Đấy. Và một chiếc bát ở trên đây. Chiếc bát này nó sẽ là cộng hưởng âm thanh bát ở đây. Một chiếc bát sử dụng luôn. Và đây, khi bác nhìn qua đây, phía trước chúng ta sẽ có là một chiếc bát 25 ở phía trước và 4 chiếc tép lệch ở hai bên. Đấy. Cái bát này, bát dưới đây nó sẽ là một cái bát cộng hưởng và nó bát dùng luôn. Nhưng cái bát này nó sẽ quay xuống phía dưới và nó sẽ cộng hưởng âm thanh bát rất là mạnh ở phía khi chúng ta dội xuống đất. Đấy. Cho nên chiếc bát này nó vẫn sử dụng luôn. Đấy, vẫn sử dụng là bình thường luôn các bác nhá, vẫn sử dụng luôn. Và nó là dòng là đôi đấy, bắt đôi. Đấy, nhẹ là nhẹ đen giống như dòng loa của Phaito luôn nhá. Đấy, có đại côn 41 cho nên là nó sẽ cho chất âm thanh ra rất là rõ. Đấy. Phân tần của nó thì các bác nhìn này. Phân tần không khác gì phân tần của dòng loa Turbo. Một phân tần cực kỳ chất lượng luôn, rất là đỉnh. Đấy, phân tần là dùng sử dụng là hai quận cảm, tụ là tụ trắng bạch các bác nhá, tụ bạch nhá. Đấy. Bông. Mọi thứ là thùng vách và nó cực kỳ dày luôn. Rất rất là dày luôn. Khi các bác nhìn ở trên đằng loa này nó sẽ có một e căng sắt thép nó động đậy lên trên. Đấy, phía trước cũng vậy. Nhìn rất là đẹp. Rất đẹp. Khi chúng ta treo chiều này. Đấy, treo chiều này lên thì cái bát này nó sẽ quay xuống phía dưới đất, nó rộ xuống dưới đất để nó tạo ra cái hiệu ứng âm thanh rất là hay. Nó tuyệt vời hay, rất là độc lạ bác. Thực sự với kiểu loa này thì phải nói là lần đầu tiên em thấy trên thị trường luôn. Đấy. Lần đầu tiên luôn. Còn nếu các bác mà để kệ á thì em vẫn khuyên các bác là nên để đứng lên, để đứng chiếc loa lên, bởi vì là chiếc bát này chúng ta sẽ quay vào phía tường, nó sẽ cộng hưởng âm thanh bát nó sâu hơn và chúng ta dội cho chúng ta nghe hay hơn. Nhưng mà chiếc loa này nó tốt nhất là chúng ta treo lên thì nó sẽ cộng hưởng âm thanh giống dạng âm thanh vòng các bác ạ. Nó rất là hay và đặc biệt nghe lạ cực kỳ luôn. Đấy. Còn nếu chúng ta mà để kệ thì nên để đứng. Chứ còn nếu chúng ta mà để quay cái mặt bát lên trên thì cũng được, nhưng mà đương nhiên nó sẽ không hiệu quả bằng chúng ta để đứng hoặc để treo chung ngược các bác nha. Bởi vì là cái âm thanh bát này nó sẽ rộ lên trên trần nhà chúng ta. Nếu mà trần nhà chúng ta mà bị vang ấy thì nó sẽ rất là ồn các bác nha, khó chịu lắm. Đấy. Loa thì cực kỳ đẹp rồi. Loa thì đang rất là đẹp. Kiểu dáng này chắc các bác cũng không chê đúng không? Happy Go. Đỉnh luôn đấy, cực đỉnh luôn các bác nha. Đấy. Thì chúng ta sẽ vào bên trong này. Do là chiếc này nó cũng hơi khó tháo một chút này, em xin phép là không tháo bác nha. Đây để các bác cùng có xem luôn. Đấy, từ loa, phân tần, bông và tép đây. Đấy, tép loa đây, tép lệch hết. Họ làm rất là đẹp, rất là đẳng cấp luôn. Thực sự cái đồ phân tần dòng loa này mà sử dụng đồ phân tần như thế này là quá đỉnh rồi. Bởi vì là trên những dòng loa nằm ấy, thực sự là hôm rồi em làm có một cái dòng loa của Bay 3, dòng loa bản của thằng Happy đấy, thì mới lần đầu tiên em thấy nó to như vậy. Còn bình thường những cái dòng loa nằm karaoke phân tần 3 đường tiếng như thế này ấy, thì cùng lắm họ chỉ làm cho chúng ta là vài con chở lắt nhát lắt nhát vài con bọ thôi. Chứ còn chẳng mấy khi mà họ làm cuộn cảm rồi làm tụ kiểu ngon lành như này đâu. Ít khi lắm. Thì đôi loa này họ làm mà nó là quá chắc chắn và dày lắm các bác. Thùng nó dày khủng khiếp luôn. Đôi loa này sáng nay em đã test cho các bác ở trên trong live stream đấy. Em test thử thực sự là em bự nhỏ thôi mà cái tiếng bát của đôi loa này nó quá trầm luôn. Nó trầm khủng khiếp luôn đấy. Cái chất lượng từ của đôi loa này nó không khác gì từ trầm từ ở trên những dòng loa như dòng loa của dòng JBL luôn đấy. Nó điên thoát luôn. Em chưa lau bác này, em chưa lau bác nhìn này, những cách năm chân cực kỳ sắc này. Và nó không khác gì trên dòng loa của JBL luôn. Đánh rất là căng, đánh căng rất là sướng, nhẹ là nhận điên các bác nha. Dùng nhận điên đàng hoàng nha. Nhẹ như dòng loa của Phaito đấy. Những dòng loa mà sử dụng nhẹn này là phải nói cực kỳ VIP luôn đấy. Không phải là thường đâu. Đây là bản này là cũng là thuộc dạng bản limited rồi. Sản xuất được giới hạn, không có nhiều. Khá độc lạ luôn, nó là cực kỳ độc và lạ luôn. Đấy. Thì cái số lượng em không có nhiều cho nên là sáng nay em nói các bác rồi. Em còn rất là ngại bán lẻ bởi vì là người sẽ mua được người không. Cho nên em sẽ ưu tiên những bác nào mà muốn lấy cả lô em sẽ ưu tiên. Nhưng đương nhiên bây giờ thôi thì cũng có nhiều người muốn mua lẻ quá. Em thấy là từ sáng giờ nhiều người hội mua lẻ quá. Thôi em sẽ xé lẻ em bán cho các bác. Để các bác sẽ có cơ hội mọi người sẽ chịu trải nghiệm. Đấy. Thì đôi loa này hiện tại với một đôi loa dòng là loa kép này. Một được hai này á. Thì bây giờ sẽ bán với giá nó chỉ là 4.500.000 đồng thôi. 4.500.000 đồng cho một đôi loa này. Loa nó cực kỳ đẹp cho bác luôn. Rất là đỉnh luôn các bác nha. 4.500.000 đồng cho một đôi loa này. Đấy thì những bác nào mà muốn lấy thì liên hệ em. Còn nếu bác nào mà muốn lấy số lượng lớn thì cũng liên hệ em. Đấy, nhiều dòng loa khác nữa, không dùng loa này. Em còn rất là nhiều dòng loa khác nữa.
và nó cũng độc lạ như thế này nữa. Còn nhiều dòng loa, không phải dòng loa này, mai lên nhiều loa khác nữa, các bác thích liên hệ cửa hàng này, em sẽ có rất là nhiều dòng loa. Đấy, thì kiểu bác nào ngày hôm nay thích đôi loa này rồi thì cứ liên hệ với em thì em sẽ để lại cho các bác nhé. Thôi em cũng xin phép là dừng cái video này ở đây, em nó ngắn gọn rồi, bởi vì loa này nó thực sự giải thích nhiều, nói nhiều cũng như không. Cái quan trọng là chất âm của nó đúng không? Chất âm thì các bác hôm nay đã nghe rồi. Có nhiều bác nghe xong ôi trời đau hết cả tai, bát nó mạnh quá. Bát đánh quá mạnh luôn thực sự luôn. Dòng loa kép thì cái tiếng bát nó rất là trầm các bác. Và với đồ loa này cái thùng bách nó dày á, tiếng bát đánh rất là gọn, rất là hay. Đấy thì những bác nào đang có nhu cầu liên hệ em các bác nha. Thôi em xin dừng lại video ở đây và hẹn gặp lại các bác vào ngày mai. Các bác đang xem cái video này của em nếu là đầu tiên xem thì rất mong được các bác hãy cho em một nút đăng ký kênh và một nút like các bác nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.